Honda Master vậy nè. Mấy cái dòng này anh em thường là hay nói Trung Quốc gì đó, nhưng mà anh nghĩ thằng này nó hàng nội địa Trung á, hàng nội địa Trung. Những cái thứ mặt hàng của nó mà anh em từng xài qua rồi á, hoặc là anh em đi qua bên nước của nó, hoặc là những cái mặt hàng mà nó xuất qua châu Âu rồi á, anh em đừng có giận nha, cái bền ghê lắm. Anh em nhớ những cái thời máy đê được không? Đó. Máy đê, máy dầu đó. Em thấy có nhiều ông bơm nước bỏ về bụng nó là cùi lưỡi còn cục sắt không, mà lại quay thì vẫn nổ, chứ không phải đồ nào cũng dở đâu. Con xe này thì xe của ông lão em á, xe ổng đang đi đó nha nè. Mà xuống đây chơi rồi gặp cái chiếc Honda CD Bentley của em đó, chiếc xe vô giấy SH50 đó, khoái quá rồi rồi lấy xài đó. Dưới phần cũng lớn tuổi rồi, đi con này nặng quá. Cái xe của ổng đó, ổng khoái đi con này lắm, đi nó đầm mà nó ông dưới ông xài cũng lâu rồi. Để con kia cho ông lão ông đi, lấy con này lại đặt bán lên cho. Nghe đầu ông bấm số luôn, nó tên ổng đó. Nè, nội địa chung tiếng Tàu không? Chưa đụng chạm hết trơn ha, dầm đó, giờ nắng đó. Anh em tầm lớn tuổi á, năm đi con này rất là phê, rất là hợp dáng, duy nguyên cho học tăng con biết xinh lẹ. Máy hết cũng sạch đẹp ha, còn cầu bộ đó. À này nó cũng nó vẫn có công tắc phụ nha em, cái máy hơi nhẹ hiều rồi. Ha, mình nói chung là tiền nào cô nấy. Lúc trước cái bán có chiếc em bán cũng 15-16 triệu cũng có nữa. Đó, có chiếc thì bán được 18 năm tùy theo chất lượng anh em ha. Còn cái xe này xe nhà của ông lão kỹ lắm, chạy không dần phụt này coi nè, dần không biến sọc luôn, bởi vì cỡ này anh em đi nó đậm vừa gì một sao vậy đó. Đó, xe của xe như xe nhà đó anh em ha, màu đỏ nó rất là đẹp, tiền nào của nấy ha. Chứ nhiều khi mình coi xe mình thấy cái dòng xe đó, cái đặc chủng xe đó đó, chứ mình đừng có so sánh là chỗ đó nó bán gì, chỗ này nó bán gì, quan trọng chất lượng à. Nhiều khi 12-13 triệu cũng có xe nữa, mình khi đầu cổ đâu kia đầu tóc hết trơn à, chứ không phải mà riêng như xe mình này em ha. Rồi em coi nó ốc tán không cắn dập con à, con Vin đúng màu cảo luôn, thấy không? Chưa mở đâu, cái bô chưa mở nữa. Đèn của nấy thôi. Cái lỗi nè anh em nha đó, mấy cái này là ổng tự khắc phục không đó, xe ổng xài cái gì đâu. Tại hồi xưa ba cũng thợ, cái cũng lái đó, dân lái hồi xưa, dân lái cái thời giống như cái phép nói con 67 với con CD 90 rồi đó. Bởi về gặp cái xuống đây chơi gặp cái ký ức cái hồ về á, rồi cái mê khoái ổng rồi. Thưa hồi xưa ông làm thời ông làm xe đó không à, ba làm xe đó nhiều, chứ mua được mấy con 67 mà nó lắp trắng á, lắp không số rồi nè, cái mua nguyên chiếc CD về cái sàn cắt số khung sàn qua đó, là giữ nguyên con máy không bung, chà bỏ số máy là hợp lệ rồi. Hồi đó mà nó giấy tờ rồi nó không có khắt khe, không hà khắc như bây giờ đó. Thời lúc nhớ còn nhỏ nhỏ là làm gì, như mấy ông đại gia bên này phái người đặt ông lão ông làm, hoặc là ông dắt qua bên Cam bên đó người mua sắt xe, rồi về vô giấy ông nào muốn vô gym thì vô, ông nào muốn đi đấm đá thì đấm đá đó. Là cái thời của ba đó. Rồi sau này cái lên Suviva tem lửa thời năm chín mấy nè,
6, 7, 8, 9. Rồi tới khi mà Trung Quốc nó đổ bộ qua mấy con xe quay quay 110 Thái anh em. Làm đi gan luôn, hiệu Honda Sino á. À, hoặc là mấy con Li Fan Long Longin rồi đó. Là qua bắt đầu là nó ồ ạt quá, cái rồi ông già làm không được. Lúc đó là người ta mua xe mới nhiều lắm đó, cái mẫu mã đa dạng, có nhiều sự lựa chọn rồi. Đó là cái đầu mới mới dẹp dần luôn. Rồi chuyển qua sửa xe. Đó. Thì ông lão mình làm mà mình cũng phải tiếp. Đó. Hồi đó nhớ còn nhỏ cầm cái đèn trung thu, đèn ông sao tự làm đó. Lại ông ăn sửa bình xăng con nè. Cầm lại gọi cho ông. Ông xịt sau á, xăng nó bay vô cháy xe luôn. Giờ mà chiếc xe gì mình không nhớ. Mà lúc con ba rất là nhanh trí luôn. Lúc đó cái coi kiosk sửa xe cũng thuê của ta ở bến đò. Chụp cái mền nhúng vô luôn nước. Chụp lại tắt queo. Không ai không sao. Đó, cái đó là những cái ký ức tuổi thơ của mình. Thời buôn su V3 rồi thì em nhớ ngoài em chạy chiếc su Thái màu đỏ. Su mà 4-4 lùi đó. Chạy kinh khủng. Mấy anh tem lửa ở lại hết. Đó mấy bạn đại gia tem lửa cho ở lại hết, thử khối hết. Để su V3 Thái cũng số tới số lùi anh em. Hồi đó nó chạy ghê lắm. Tại đây biết sao không? Một là được cái sức mới. Cái hai là nó xe lên nó 110. Nó hiện đại hơn. 110. Cái công nghệ rồi nó cũng xịn sò ăn tí. Đạp ghê lắm, chạy kinh khủng. Xe này máy chắc quá. Máy chuẩn ghê luôn. Nó đúng tiếng nổ nó vậy đó, mà dòng master này đó. Đúng tiếng gin nó vậy đó. Anh em mua bán xe nói chung em tiếp cận nhiều rồi biết đúng tiếng gin đó. Xè xè hơi nhẹ vậy. Mà đi phơi lắm. Ha, đó. 22 cũng 5 nha anh em ơi. Nói chung là cái dòng này cũng ít có lắm, không có nhiều ở thị trường đâu. Anh em mà thấy ngay gu thì mua về chơi. Đó, chơi chán rồi bán lỗ lãi như mấy cái quỷ này. Rồi cảm ơn em đã coi video ha. Chúc anh em gặp nhiều may mắn.